Hôm nay mình lên ít lưỡi dao cho anh em xem nha. Đây có con này, lưỡi này Hikari, lưỡi 16. Cán là 11 nha, khâu 3. Con này mình đã nhúng lên vân rồi. Đó, bắt nào về đánh bóng lại cái là ok. Lưỡi đã mài sơ qua. Con này là Hikari, là con giống con này nè, bản dinh của nó đây nè. Đó. Ai lấy con này là số 1 nha. Rồi con này là Sun Class. Lưỡi 24. Con này Damascus 33 lớp. Cái này mình chưa nhúng vân nhưng mà nó vẫn hiện vân sẵn không này. Đó. Con này là số 2. Con này cũng giống con kia thôi, cũng class nhưng mà nó lưỡi nó ngắn hơn. Con này lưỡi 21. Những con ở đây mình đều có chốt đinh hết rồi nha. Bạn nào mua thì về chỉ có úp cán gỗ vô là xong rồi. Con Hikari này thì giờ nó cực hiếm rồi. Bản 21 này thì giờ hiếm lắm. Còn có đúng một con duy nhất là có đinh này thôi. Còn mình còn mấy con nữa mà không có đinh. Không có đinh thì giá nó rẻ hơn. Bắt về hàng cái này thì hơi khó tí. Hàng cái này nhìn vậy chứ khó lắm. Nhìn nó là con này nha. Đó. Con này là con này á. Số 4 á. Về chơi gỗ màu khác được, không quan trọng. Quan trọng là chất thép nó. Con này là phun luôn, không có lõi thép nha. Không có lõi thép ở giữa. Con này cũng class. Class thì biết rồi, class thì đây. Nó này. Bản zin của nó. 33 lớp. Đây, số 6 thì giống như con số 4 thôi. Giống số 4 với số 1. Ai mua 3 con thì bán combo luôn, rẻ luôn. Mua 3 con thì bán rẻ. Nó là 3 con á. Rồi con này số 6 nha. Con số 7 là Prima. Con này thì lưỡi 16. Con này vân nó đẹp á. Đây. Con này là có dấu búa. Đây nó có dấu búa này. Con này nè. Mình thì mình thích con này thôi. Con cờ số 8 này giống con số 3 rồi. Lưỡi 21 rồi. Con này mình chưa lên vân. Nó vẫn thấy. Con này 33 lớp. Con này cái lưỡi của Kaji. Nó không có cái gì ta. Nó chưa hàng cái chốt. Chưa hàng, chưa gắn chốt. Chưa hàng vậy thì mình bán rẻ thôi. Cái này mình mượn cái lưỡi. Dinh nó là đây nè. Đó, dinh nó. Bạn nào mua thì mình có lưỡi nguyên lưỡi luôn nha, nguyên cán luôn. Thích mua con nào dinh thì comment mình. Đó, hàng gì cũng có hết đó. Đây con số 10. Con này giờ ra ngoài hết rồi, còn mấy con mình bán không. Đó, 161 lớp nè. Rồi. Nó dinh nó đây nè. Anh nào xài rồi sơ qua thì biết rồi. Con này xài ngon. Thép SG2. Ngon.
Rồi. Rồi thôi nha, chào. Thích cái nào thì comment rồi.